đại chiến lavender cô tông và hương thảo. Về mùi thơm, hương thảo sẽ thơm mùi chanh xả, còn lavender cô tông sẽ thơm mùi lá lavender. Nhưng mà về độ tỏa hương á, thì hương thảo sẽ được 1 điểm. Về độ đẹp thì theo cá nhân của Phước, Phước sẽ mê cái sự bồng bềnh của lá lavender hơn. Như vậy là lavender được 1 điểm. Về cách chăm sóc thì theo kinh nghiệm của Phước thì hương thảo sẽ khó chăm hơn, cho nên lavender được 1 điểm. Cuối cùng thì hương thảo dùng trong nấu ăn được, còn lavender thì oh no no no, cho nên hương thảo được 1 điểm. Tổng kết lại, hai cây đều bằng điểm nhau, cho nên Phước sẽ đem cả hai cây về chăm.